Hello, và các anh chị tuổi Canh Tuất và mọi người yêu mến và thích tìm hiểu tử vi. Hôm nay là mình sẽ làm một cái video clip về tử vi tuổi Canh Tuất, tức là năm 1970 á. Thì đây là một cái việc nói chung là cũng tình cờ. Mình chọn không phải là chọn đại, thì hôm nay là có một cái anh đó tuổi Canh Tuất, anh nhà mình đến công ty văn phòng ảnh coi giùm ảnh tại sao ảnh làm ăn nó cứ trật vuột hoài trong 3 năm nay, rồi là mình đi cho tới chiều mới về, giờ mệt quá cũng không có chuẩn bị một cái bài nào khác hết, cho nên lấy cái bài chuẩn bị từ tối hôm qua ra mình nói với mọi người. Thì cho nên là sẵn để mình nói luôn, ứng từ gì thật sự ra mà nói thì cái tử vi tuổi Canh Tuất này ứng hoàn toàn vào cái trường hợp mình mới gặp anh hồi trưa này. Thì mình sẽ nói sơ như này, tuổi Canh Tuất là có cung ly trực thâu ha, mệnh kim xoa xoa xuyến kim, tức là vàng trang sức á, tức là bóng bẫy, có một cái vẽ đấy không, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế phú quý, xương con chó, tứ tinh con cáo. Mình giải thích cái năm 1970 là cái năm đó là năm Tỵ Quan Cẩu, tức là chó nhà chùa. Cái con chó của năm này nó thính nhạy lắm, và thật sự mà nói những cái người sinh năm 1970 này, Canh Tuất này nè, là họ có người đầu mạng và gần như là sẽ có căn, giống như là ấy, họ có cảm nhận được, họ cũng nói chung là nếu mà họ biết về phong thủy thì họ rất là giỏi luôn đó. Thì họ cảm nhận rất tốt. Cái tuổi Canh Tuất này á là như vậy, họ là tuổi Tuất mà trung thành đó, trung thành lắm nè, tuổi Canh Tuất này là trung thành nè, làm việc là nhãn quan thính nhạy, họ nắm bắt, họ đánh mùi cơ hội rất là hay. Chó mà chó nhà chùa nữa, họ tai họ thính, họ có chó ở trong chùa là có tu, cho nên là họ có được cái sự trợ giúp của một cái gọi là cái giác quan thứ sáu của họ rất là nhạy, cho nên họ trong việc làm ăn, trong việc ấy thì họ đối xử với việc làm ăn họ rất là tốt, và họ là con chó cho nên họ rất là trung thành và nghĩa khí. Họ là một cái người mà nếu như mà tuổi Canh Tuất là họ thích chăm lo cho gia đình, thích mọi chuyện những cái người xung quanh mình đó, nó phải có một cái mối liên kết, và mình lấy mình làm mấu chốt liên kết và uy tín. Họ có tấm lòng cởi mở lắm, ưa điều nhân nghĩa, nếu mà họ làm quan á là sẽ làm quan trực, có tấm lòng mà nó là công minh, mà họ là giống như là nó là họ vững vinh hoa tài lộc đó. Mà có là họ san sẻ cho gia đình, cho anh em họ, mà thí dụ giống như họ đi làm với bạn đúng không, họ mua cái đó 3 đồng thôi, nhưng mà bạn đem về bạn bán nó 3 đồng rưỡi, 3 đồng 2, là ông nói thôi kệ nó, cũng phải cứu cuộc sống của nó, cho nên là anh sẽ cho bạn ăn. Nhưng mà không phải là anh biết đâu, cái con chó rất là thính nhạy, nó rất là tốt ấy, gặp Canh Tuất rồi con chó trong chùa nữa, thì nó rất là sáng suốt, mà nó rất là ấy. Nhưng mà do là cái tuổi Tuất mà dính chữ Canh là họ hơi háo thắng, lúc trẻ họ háo thắng, nếu mà khoảng mà trước 36 tuổi trụ họ háo thắng, họ cứ muốn lao về phía trước, họ muốn làm cái gì cũng họ làm lớn đó. Họ tính nhạy họ ấy thiệt, nhưng mà họ chỉ muốn muốn lao về phía trước, họ làm một cái gì đó cho nó hoành tráng hơn, thì cho nên nó là tuổi không phải là họ lao về phía trước mà là họ tham lam. Họ không tham lam, họ chỉ muốn làm thôi, họ chỉ muốn làm lớn lên mọi thứ thôi, chứ họ không có tham lam. Thì tuổi Canh Tuất là nó như thế, họ là con chó mà tướng tinh là con cáo nữa, cho nên là họ kinh khủng lắm. Phải nói là cái tuổi này là họ làm ăn là nhạy bén lắm, họ làm ăn là ra tiền lắm. Nhưng mà đều có một cái là cái vận hạn của họ thì thí dụ như xuất phát, còn phải mình nói là trong cái cuộc sống của một đời người không phải chỉ dựa chủ yếu vào tử vi,
mà nó không phải là phúc đức. Còn cấu tạo của mình, xuất phát điểm của mình, ví dụ như cha mẹ mình phước đức để lại cho mình thì mình cộng với là cái tư duy tốt, mình sẽ tiến thân, mình làm tốt. Nhưng cha mẹ không để lại phúc đức cho mình nhiều thì sẽ gặp trắc trở, rồi mình không có làm phúc đức nữa thì cái công việc làm ăn của mình nó trắc trở, đó là chuyện rất là bình thường. Mà riêng con chó này là tạo ra được phúc đức, thì họ sống rất nhân nghĩa, họ bôn ba khó khăn nhưng mà cái uy tín của họ, họ luôn họ họ nói chuyện với người khác, họ thấy người khác có thể người khác không có tin bạn, nhưng mà họ nói họ có chỉ có 7 đồng thôi, nhưng mà họ thiếu nợ 70 đồng người ta vẫn tin là họ sẽ trả cho họ cho người ta. Lý do một điều là cái chữ uy tín ở trong cái con người, cái xuất phát của ở trong cái tư duy của họ rất là cao, và họ người ta dễ cảm nhận lắm. Các bạn ở gần cái tổ kiến thức thì các bạn biết là nói chuyện với họ có vẻ là họ rất là thật thà, họ ấy họ là như vậy, chứ không phải là ấy. Chính vì cái sự thật thà của họ đó là họ hay bị lợi dụng, họ hay nhất là những người thân quen hay lợi dụng cái tính thật thà của họ để lừa gạt họ. Nhưng mà là tôi phân tích là không có phải là họ không biết, họ chấp nhận cho bạn lừa gạt hay không thôi. Đó, nếu như mà tuổi canh tuất thì là mệnh kim, thường mà tuổi này tuổi canh tuất là mệnh kim, cho nên nó là gặp trang sức là xoa xuống kim, cho nên họ lấp lánh, họ thu hút người ta, họ không cần phải nếu mà nữ, mấy bạn nữ thì tuổi này họ biết chăm chút bản thân, họ cảm thấy lúc nào họ cũng lộng lẫy, họ đẹp, họ có uy tín nữa, họ rất là dễ thuyết phục người khác. Nhưng mà nam thì lại ngược lại, họ tuy là so sánh kim nhưng mà họ không có xe xua, họ bình đẳng, họ đơn giản thôi, nhưng mà luôn luôn toát ra một cái vẻ gì đó thu hút người khác, đó là cái vẻ thật thà, cái vẻ chất phát của họ, họ làm rất là tốt. Đó, rồi bây giờ mình sẽ coi là những cái tuổi mà làm ăn mà hợp với tuổi canh tuất. Đối với tuổi canh tuất á thì nó tiến hành hợp tác làm ăn với các tuổi như là canh tuất này, bính thìn này, kỷ mùi. Nếu mà mấy bạn là canh tuất nam thì mấy bạn nên kết hợp với những cái tuổi này để làm ăn, thì sẽ phát triển về tiền bạc, phát triển về công việc rồi này kia rất là ok. Đây là ba tuổi mà phải nói là hợp với lại cái người tuổi canh tuất nam. Lựa chọn mà vợ thì cũng như mình đã nói rồi, ở cái người xưa thì họ thích là cái mối kết hợp lương duyên thì là phải có giàu có, cái mức thành công là tính trên cái độ giàu có và cái độ ổn định của cuộc sống gia đình, cho nên thường là họ sẽ lấy những cái tuổi mà làm ăn được kết hợp với lại những cái tuổi của mình làm ra, thì là tuổi canh tuất, bính thìn, kỷ mùi và tuổi đinh mùi. Đây là những tuổi mà công danh địa vị kết hợp với nhau thì nó sẽ tốt hơn. Ngược lại là những cái tuổi mà xung khắc với tuổi canh tuất thì thường là những cái tuổi như là tuổi Tý nè, trong đó có Giáp Tý, Giáp Tý nè, Tất Sửu, tuổi Canh Ngọ và tuổi Đinh Tý, tuổi Đinh Sửu và tuổi Mậu Ngọ, tuổi Canh Tức, mà kết hợp những cái tuổi này thì thường là không có thành công, dễ ra nó những cái chuyện nó nói chung là khó khăn kém. Nhưng mà nhất là đừng sinh con vào những cái tuổi này, mình mới nói rồi ha, đừng có sinh con vào những cái tuổi này, nó sẽ rất là mệt mỏi trong cái việc làm ăn rồi này kia, nó không có hay lắm. Thì hôm nay mình đi gặp cái anh đó thì anh cũng là tuổi canh tuất, anh phải nói là ứng hoàn toàn với những cái gì mà mình có. Anh có một chị vợ, thì chị vợ là cũng tuổi cũng không có hợp về mạng thôi, mình không có nói chính xác vì mình không thích nói chuyện riêng tư, không hợp về mạng thôi. Thì ảnh bị chỉ đè khống chế, nói chung là mạng của ảnh là sinh ra mạng chỉ, cho nên là tương hợp, tính về tương hợp, nhưng mà cho nên là
bao nhiêu làm là đưa cho chị giữ hết ha. Nhưng mà thực sự ra nó không phải như vậy. Trong việc làm ăn thì có nhiều chuyện nó còn khác nữa chứ không phải như ở chỗ đó. Nhưng nó ứng nhất ở đây là những cái người mà tuổi Canh Tuất là khó khăn nhất cuộc đời của họ đó, là mấu chốt của bản lề của là năm 45 tuổi. Đó là nó ứng hoàn toàn. Ảnh là một người, cái anh mà hồi chiều mình gặp, anh có cũng như những gì mình đã nói chứ, giác quan tốt, làm ăn nhạy bén rồi này kia, anh rất là có tiền. Và 3 năm trước là anh đang làm ăn được, anh thuê một cái chỗ đó làm ăn rất tốt, tốt lắm. Phải nói là tiền mà người ta, ông nói là ông ngồi là không cần phải suy nghĩ gì hết, chỉ cái ngồi thu tiền thôi, mà thu là thu tiền mỗi ngày là vài chục triệu, rất là ok. Cái đầu năm đó, cái ông chủ của cái chỗ đó là ông chủ đó, ông nổi tiếng ở cái khu vực đó, ông chủ đất tới, ông nói với ông này là ông nói với cái anh mà sinh năm Canh Tuất là ông sẽ bán miếng đất này cho ông này. Nhưng mà ông này nói trời, em đang có tiền nhưng mà em chưa đủ khả năng để mua miếng đất này. Cái ông này ông lại nói ok, anh chỉ bán cho em anh lấy 50% thôi, còn lại anh cho em thiếu chừng nào có anh trả, tại vì đang làm ăn được, có tháng này làm ăn được của mình. Ông kia à anh thì anh bán giá nhiêu, ông này bán cái giá dưới giá thị trường đó. À, ông này trời, tôi bán miếng đất tôi đang làm ăn được mà bây giờ ông bán dưới giá thị trường nữa, rẻ hơn 10% nữa. Ô quốc trời ơi luôn. Và các bạn biết anh mua tháng 3, tháng 9 anh muốn nhảy lầu. À, hoàn toàn cái đó là một sự thật mà anh không nói với mình lúc mà mình vô, anh cũng nói mình nhưng mà mình tính ra mình biết là anh năm 45 anh tuổi anh bị, anh hỏi là mình hỏi anh bị gì 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 nạn gì á, anh mua tháng 3, 3 tháng sau là cái sản phẩm của anh làm không bán được nữa, không xuất đi được, không làm được nữa, là coi như hoàn toàn chết cứng. Mà trong khi đó anh mua miếng đất đó xong anh bung ra rất là lớn, thì cái người tuổi này là làm ăn rất thích làm lớn, càng ngày càng làm lớn ra, họ không có suy nghĩ là họ sẽ bị thất bại, họ cứ nghĩ họ thành công tiếp. Cái đó là tại vì cái người này do là họ tạo được uy tín và họ làm được thành công rất tốt tuổi Canh Tuất, cho nên là họ cứ nghĩ là thành công nó sẽ lớn 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 hơn nữa. Và trong thời gian nhưng mà cái năm xui tháng hạn mà ảnh là tại sao đó, là do mình phải biết biết được phong thủy, biết được tử vi để mình cương nhu đúng lúc, năm nào mình cần cương mà năm nào mình cần nhu, năm nào mà mình xấu quá thì mình không có cương, chứ mà năm xấu mình cũng cương luôn mà mình đứt dây làm sao. Diều thì phải lướt, lúc nào có gió lúc nào không gió mình phải lựa 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 ấy để mình kéo dây. Thì anh bị như vậy. Cái mình xem ra cái mình nói anh, mình nói anh à cái năm đó tháng đó mình nói chính xác tháng luôn là anh bị vậy đó, anh muốn nhảy lầu luôn á, anh mất trắng không còn gì hết, nợ nần mà tùm lum hết. Cái anh nói là tại sao mà anh nặng vậy, thì đơn giản một điều như này: khi anh thuê miếng đất anh làm rất là thành công, lý do miếng đất đó anh thuê cho nên là tên mọi thứ đều thuộc một người khác, cho nên cái văn phòng, cái chỗ làm, cái chỗ ngồi của anh nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề phong thủy. Nhưng khi chuyển tên cho anh xong thì ngược lại anh thì phải quay về hướng hướng nam và hướng tây nam, thì cái đó nó lại quay anh hướng đông bắc. À, nó quay anh vô ngay cái hướng họa hại, đúng không? Cái chỗ anh ngồi, anh cứ nói là trước khi mà mua miếng đất đó thì anh thích ngồi trong văn phòng, nhưng kể từ khi mà mua miếng đất đó là anh vô văn phòng anh ngồi được 10 phút là anh đã qua bên xưởng ngồi, thì cái xưởng nó quay đúng cái hướng hướng nam và hướng tây nam, còn cái văn phòng thì nó không ấy được. Mình nói anh đâu có ngồi chỗ này được đâu mà anh làm, mà mình đo ra mình thấy là hoàn toàn chính xác. Và điều đó mình rằng các bạn đừng có một cái gì đó thay đổi, mà quan trọng trong cuộc sống thì phải biết mình lựa theo cái nước mà mình để mình thay đổi, chứ nếu không sẽ ra chuyện đó. Và ảnh gặp mình xong anh nói mình nói ra anh cũng biết cái việc đó, tại vì mà nó nói rằng tuổi Canh Tuất là cái tuổi có được cái giác quan rất là tốt, và thậm chí là họ còn nhạy hơn cái tuổi của mình về 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 cái phong thủy, về cái tử vi nữa, họ nhạy lắm, họ mà làm thầy là họ dư sức luôn á. Nếu mà anh đó làm thầy dư sức, anh nói anh biết mình nói ra những cái đó, xong anh nói là anh biết là anh có bị cái trục trặc gì đó nhưng mà anh không biết sửa như thế nào và anh không biết gặp ai. À, anh nói vô tình xong anh thấy mình xong anh kêu mình lên thì mình nói ra, anh nói à em nói một cái là anh đồng ý với em liền, anh sẽ làm những cái việc mà em chỉ cho anh làm,
và anh nghĩ nó hợp lý. Ông nói tại sao văn phòng máy lạnh không ngồi, cứ qua bên xưởng bụi bặm rồi kia mà thích ngồi bên xưởng, thích ngồi bên này, thì lý do là cái vị trí của nó không có tốt, anh có cái người âm mà nữa, cho nên là anh ngồi vị trí không tốt người ta không chịu, người ta kêu ông bi đá đi, ông ngồi đây ông chết đó. À, cho nên là các bạn, các anh các chị, đúng không? Mình phải tin vào linh tính của bản thân mình, tử vi rồi này kia nó cũng chỉ là như vậy thôi, cũng là linh tính, cũng là cái gì đó ở trong người mình thôi để mình ứng dụng để mình làm. Cho nên các anh chị khi mà cảm thấy tự nhiên bồn chồn khó chịu, mình nhất là anh chị làm ăn lên phải phải tìm ra nguyên nhân và phải giải quyết nó dứt điểm, chứ không nó vô tình nó sẽ hại mình. À, và hôm nay mình lên mình chỉ anh phải sẽ dạy dạy mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Mình nói chính xác là từ đầu năm anh bắt đầu nhận, anh vẫn tiếp tục giao sau khi thất bại, anh dàn xếp hết mọi thứ nợ nần xong với ba tới đầu năm nay anh bắt đầu có lại hợp đồng và anh bắt đầu triển khai làm. Anh sợ là anh mất tự tin vào bản thân mình, và anh vô tình cái anh gặp mình cái rồi anh nhờ lên giúp đỡ thì mình cũng lên mình coi mình sắp xếp lại, mình chỉ như thế nào là tốt cho phong thủy rồi này kia, và đúng như là mình nói ổng rất là nhạy bén, nói ra cái à, đúng rồi đó, em nói xong rồi anh thấy cảm thấy nó thoải mái và mình giúp được người ta mình cũng cảm thấy vui đó. Thì cái tuổi mà khó khăn nhất của cái tuổi này thường là bắt đầu vào năm 45 tuổi và nó sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nó kết thúc cái chu kỳ mà đi xuống quay trở lên lại của tử vi vào cuối năm nay. Quả phát hồn, cái cửa nó đặt phát hồn gió á. À, cái hướng mà làm ăn tốt trong cái tuổi Canh Tuất mà nam á là quẻ mệnh á, là chấn mộc, cho nên là thuộc đông tứ mệnh, hướng tốt á, là hướng bắc thiên nghi, hướng đông phục vị, đông nam là duyên niên và hướng nam là sinh khí. À, đó là những cái hướng tốt cho cái việc làm ăn của hướng nhà, hướng xưởng, hướng bàn làm việc của cái người tuổi Canh Tuất 1950 nam. Hướng xấu là tây bắc ngũ quỷ, hướng đông bắc là lục sát, tây nam là họa hại. À, hồi hồi sáng là mình anh này là anh vô hướng tây nam á, rồi hướng tây là tuyệt mệnh đó, cho nên là mình không ấy. Hồi sáng mình phải xoay cái ảnh, cần một cái ổn định cho nên mình phải xoay cái bàn làm việc lại của cho ảnh quay về hướng đông nam và quay cái bàn thờ ông địa của ông quay qua hướng nam để đón sinh khí để cho cái việc công ty của ông phát triển lên. Hồi sáng là mình sẽ phải làm như vậy. À, đối với nữ á, thì cái tuổi này họ đặc biệt là họ cùng 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 hành với lại tuổi nam, cho nên họ cũng y vậy, bắc là thiên nghi, đông phục vị ha, rồi đông nam duyên niên, nam sinh khí, họ y chang với lại tuổi nữ tuổi nam. À, có những tuổi thì nam nữ nó khác nhau, hành khác và cung mệnh khác, cho nên là nhiều người hỏi ủa sao có tuổi thì cung mệnh xài chung mà có tuổi thì cung mệnh không xài chung. À, cho nên đó là khi mà họ cung mệnh xài chung thì cái màu của họ cũng sẽ là tương đồng. À, cả nam lẫn nữ đều là mệnh cung chấn hành mộc hướng đông, họ hợp thường là số 3, cho nên là họ hợp màu xanh nè, xanh 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 đậm nè, rồi đen nè, đó là theo hệ là thủy thủy sinh mộc. À, cho nên là hệ thương sinh. Còn nếu như mà họ muốn phát huy cái bản mộc của họ lên tốt rồi thì thường là họ sẽ tương hợp với là mộc mộc hợp mộc, là xanh lục, là hợp mộc đó. Họ thì sẽ không không nên dùng cái những cái màu mà của hệ 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 hỏa, thì mộc sinh hỏa là nó sẽ thiếu đi sinh khí, giảm cái lực của người mình đi, và đặc biệt là họ rất kỵ màu của kim, gọi là kim khắc mộc. À, là trắng xám ghi, thì những cái màu này thì họ không có nên dùng. À, người người của tuổi Canh Tuất thì là không nên dùng những màu này. À, rồi đó là cơ bản những gì mà cái tuổi này nó có, cái tuổi Canh Tuất này có ha, là một con chó trong chùa cho nên là nhạy bén. Làm ăn thì
có phước đức, sống có nghĩa, có tình, rất là chu toàn chuyện việc gia đình, nhất là cha mẹ, vợ cha mẹ mình gì đó, anh em trong nhà, là họ muốn luôn 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 chu toàn và họ luôn luôn nhận phần thiệt về mình. À, người tuổi Canh Tuất là nếu mà các bạn có vợ có chồng tuổi Canh Tuất thì rất là ok. À, để coi xem năm nay là tuổi Canh Tuất họ như thế nào. Thì trước hết là mình sẽ coi tuổi Canh Tuất nữ đi. À, tuổi Canh Tuất nữ là sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 70 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. À, năm nay á là nữ á, là được rất là lãi là sao mộc đức, mà người ta hay nói là mộc đức là mặc sức mà ăn. À, sao này rất là tốt cho bạn Canh Tuất. À, hạn tam theo đau tay chân rồi nhẹ nhàng, không có nạn hết. Vận niên là thứ quy điền, chuột về ruộng. À, chuột mà về ruộng là ngon ha, quả tốt. Là tuổi Canh Tuất nữ năm nay là tốt là ha. Mạng kim gặp năm hỏa tư khắc xấu. À, địa chi tuổi Tức gặp năm Dậu cũng xấu. Thiên can gặp thiên can canh gặp năm Đinh tức là tương khắc xấu. Nhưng mà những cái này đúng không, những cái như là năm kim gặp hỏa thì bị khắc, cho nên là không có gọi là đường sao mộc đức làm ra tiền. Nhưng mà gặp năm khắc cái công việc nó chỉ mới là mình chỉ mới cảm nhận là nó chuyển động thôi, nó vẫn chưa có gì hết. Tại vì mới vừa qua cái năm hạn 45 cho tới 48 tuổi thì vẫn cảm thấy rằng mọi chuyện nó chỉ là mới bắt đầu, mới nhen nhóm thôi. Giống như những gì mình đã nói với lại cái trường hợp của anh, cái anh mà sáng nay mình gặp, anh cũng vậy, anh mới vừa qua hết, anh cảm thấy nó nhẹ hơn, nó bắt đầu có khởi sắc thôi chứ còn chưa làm được. À, năm nay là như vậy với lại tuổi Canh Tuất nữ. À, theo như là mà nếu như mà những gì mà nói trên á là năm nay á công việc theo như sách vở thì nó khó khăn, thật sự là như vậy, vì nó vẫn chưa hết mà nó đã phải hết năm nay, cho nên là nhưng gọi là mình đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. À, tuổi Canh Tuất năm nay đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng mà do nếu đúng ra năm nay là năm tuyệt địa, tại vì nhớ không, mạng cũng khắc nè, địa chi cũng khắc nè, thiên can cũng khắc, tức là ba cái đã khắc xấu hết. Nhưng được có một cái năm nay là do mình là mấy bạn nữ, mấy chị nữ là sao mộc đức, rồi quy mạng là chuột về đồng, có đồ ăn, tức là có làm ra tiền, có mọi thứ, nhưng mà gặp năm xấu, hạn xấu, cho nên là không phát huy được. Mình chỉ là mình mới vừa qua một cái giai đoạn, mình vừa xuống dốc thì mình phải đi lên từ từ, chứ không phải mình vừa xuống dốc nhảy cái bậc lên được. Cho nên là mình vẫn cảm thấy nó bị ức chế, làm ăn nó vẫn chưa tới đâu hết. À, nếu như mà đúng thì là tháng 8 là cái tháng mà xấu nhất của mấy anh chị Canh Tuất năm nay. Đó là tháng tốn tiền bạc, hao mòn sức khỏe. À, là cái tháng 8 rất là tốt, rất là khó chịu. À, tháng chạp á thì nếu mà anh chị mà tuổi Canh Tuất thì sẽ có gây gỗ xà xáo trong gia đình, cho nên là các anh chị cẩn thận những cái chuyện này. À, rồi các chị chứ không phải các anh nha, xà xáo gia đình là của các chị chứ không phải các anh. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi là tuổi Canh Tuất mạng nam nó như thế nào năm nay. À, tuổi Canh Tuất năm nay mạng nam thì cũng như trên, nhưng mà sao năm nay là sao thủy diệu, sao chủ về tài lộc hỷ, chi phòng việc đi sông nước và điều ăn tiếng nói. À, thủy diệu là một cái sao rất là dễ chịu, năm nay làm ra tiền. À, sao chủ về tài lộc mà lộc hỷ chứ không phải là lộc thất, cho nên là rất là ok. Hạn thiên tinh á thì gặp kiện tụng, hạn thiên tinh thì gặp kiện tụng, người này kêu lên người này kêu xuống, có thể là do những cái hạn của năm 45 tuổi nó kéo qua đây, thì chuyện mà người ta kêu mình kiện tụng rồi này kia, người ta kêu người ta gọi điện người ta đòi thì chuyện nó rất là bình thường ha.
cũng như cái kia là thử quy điền chuột về đồng thì cũng tốt, còn lại y chang như bên nữ là mạng kim gặp năm hỏa là xấu nè, tuổi tức gặp năm dậu cũng hại nè, lục hại xấu nè, thiên can canh gặp năm đinh cũng xấu, tất cả là rất xấu cho công việc cũng giống như là tại vì cái này là cái tuổi canh tuất cho nó là cung mệnh hành đều giống nhau cho nên họ khá giống nhau. Là năm nay là năm tuyệt địa của tuổi canh tuất dù nam hay nữ. Khó khăn về tiền bạc vẫn chưa có hết được cái ấy, còn tùy vào tháng để anh chị nghĩ là cái mình năm nay có tốt hay không. Như cái anh hồi sáng mình đi gặp á thì ảnh mình ảnh đụng năm xấu đụng mọi việc nhưng mà đều có một cái là sắc tướng của anh nó phát ra một cái giống như là cái hào quang vậy đó, cho nên là mình tin anh sẽ làm được. Mình nói thẳng luôn, nói anh do là anh ăn ở Phúc Đức, anh ăn ở có nghĩa có tình rồi này kia sống rồi ấy, ba mẹ cũng có Phúc Đức cho nên khi nhìn ảnh dù rằng ảnh đang là một người thất bại, hiện tại anh đang thiếu nợ rồi này kia, nhưng mà nhìn ảnh hồng hào, nhìn ảnh phốt phát, nhìn ảnh phát ra được một cái gì đó gọi là hào quang sẽ làm cho người ta thấy rằng ổng bắt đầu ổng khẩn lên. Và mình nói luôn, mấy cái anh trong năm vừa rồi là muốn chết luôn, nhưng mà để con cái tới năm nay người ta tới, người ta kêu anh và người ta đưa công việc cho anh làm. Cái ông nói à đúng rồi đó, anh không có nghĩ là người người đó kêu đưa công việc cho anh làm, nhưng mà bây giờ anh ta đưa công việc cho anh làm, anh tiếp tục anh phát huy cái công việc của anh làm ra, thì đó là cái điều là mình nói là em đã nói đi nói lại với mấy anh chị và các bạn yêu mến Tử Vi là như vậy, là các anh chị các bạn đó là cái cuộc sống cái ứng ở ngoài nó phải hợp với lại cả cái phúc đức mình đưa ra. Như Tử Vi mình xấu nhưng mà phúc đức mình có thì mình sẽ lướt cái nó qua nó rất là êm đẹp và nhẹ nhàng, chứ không phải như mà mấy anh chị nghĩ là mọi điều nó phải khó khăn. Nói chung đó là năm nay là không có tốt lắm cho tụi canh tuất, tại vì nó đã rơi vào cái năm toàn ba cái hạn đều xấu hết, nhưng mà đều có một cái là như những người mình nói là phải có phước đức thì mình mới vượt qua được cái kia. Thì năm nay nó tuy là xấu nhưng là cũng có những cái điều tốt. Nếu như tuổi canh tuất thì ta nói là đầu năm xấu cho nên nó cũng chả có gì khởi khác. Tháng 3 vừa rồi thì nói chung là có một cái gì đó gọi là khởi sắc cho công việc rồi là kia nó kéo đến tháng này, nhưng mà mọi chuyện của tháng này nó kéo do nó dướng vô hai cái tháng nhuận cho nên nó cũng không đâu đâu hết. Hai cái tháng nhuận xong tới tháng 7 thì nó cũng đã đỡ, nhưng mà tháng 9 là bắt đầu cái sự thành công của công việc nó sẽ bắt đầu triển khai, tại vì qua năm là hết năm này là cái hạn nó hết thì nó phải từ 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 nó đang đang quay trở ngược lên, cho nên là mọi người sẽ mấy anh chị tụi canh tuất thì yên tâm là tới khoảng tháng 9 trở lên thì các anh chị sẽ làm có tiền và sẽ vượt qua khó khăn, như là ứng dụng cái việc này vô nó sẽ rất là tốt cho phong thủy của anh chị. Nên cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và tụi canh tức đã theo dõi cái xem cái clip này, và nếu như anh chị muốn nào mà có tuổi khác thì ở trên mình có đó, là list xem thêm các tuổi khác thì anh chị list vào đó và tìm cái tuổi của mình đã có, chứ còn nhiều khi giờ nhiều quá em cũng không nhớ là em đã làm tuổi nào và chưa làm tuổi nào. Thì hy vọng là những anh chị sử dụng được cái phong thủy cái tử vi của mình để làm một công việc nó tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chào tạm biệt.